đàn bà số khổ thường thuộc bốn con giáp này cả đời vất vả. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù được mệnh danh là phái đẹp, phái yếu, nhưng đàn bà có hai dạng. Dạng người sung sướng, có số được chồng giúp đỡ, nâng niu, dạng còn lại vất vả, gian truân cả đời, phải gồng gánh trách nhiệm cao trong gia đình. Số trời đã định, những nàng sắp có tên trong danh sách sau không chỉ lận đận tình duyên, mà còn có nguy cơ bị chồng bội bạc, cả đời cơ cực bất hạnh. Trong 12 con giáp, có 4 con giáp nữ mà các nhà tử vi cho rằng đa số họ có số vất vả hơn những con giáp khác. Chi tiết xin được chia sẻ trong video sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm. Thứ nhất, phụ nữ tuổi Tý khổ từ trong trứng. Sao lại nói là khổ từ trong trứng? Bởi những nữ nhân tuổi Tý có cuộc sống khó khăn từ nhỏ, không may mắn được xuất thân từ gia đình giàu sang như những người khác. Nên từ bé, họ đã phải học cách lăn lộn kiếm tiền để trang trải cho bản thân mình. Những đứa trẻ tuổi Tý sau giờ lên lớp phải quay về phụ giúp gia đình chúng, thậm chí không có cả một món đồ chơi cho riêng bản thân mình. Gian nan trên con đường sự nghiệp so với những người bạn cùng trang lứa, nữ nhân tuổi Tý luôn chăm chỉ học hành hơn. Tuy nhiên, dù kết quả học tập có hơn người khác, thì sau này khả năng thành đạt của bản mệnh cũng không cao. Họ luôn kém may mắn hơn đồng nghiệp, nên trong nhiều lần cất nhắc vào vị trí cao hơn thì đều bị loại trước. Có giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp thì tuổi Tý thường phải ngậm ngùi chịu cay đắng. Sự nghiệp không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đối với những nữ nhân tuổi Tý, công việc nhiều khi vướng phải nhiều chướng ngại vật nên dù bản thân có chăm chỉ hay cố gắng cũng khó có thể vượt qua nếu họ chọn cách buông xuôi tất cả thì kết quả lại càng thảm hại. Thứ hai, phụ nữ tuổi Hợi. Tình duyên lận đận và công việc không thuận lợi, nhưng nữ nhân tuổi Hợi tiền vận không mấy vất vả. Họ được bố mẹ bao bọc từ bé nên cuộc sống ấm no và đủ đầy. Tuy nhiên, khi lớn lên, họ lại không được trời ban phước lành, những chuyện may mắn đến thì ít, mà chuyện xui xẻo hỏi thăm thì nhiều, tình duyên lận đận. Từ khi bắt đầu biết yêu, những bạn gái tuổi Hợi cũng như bao người khác mong muốn có một tình yêu chân thành. Song điều này không mấy dễ dàng, vì đối với bản mệnh, cả tuổi thanh xuân của họ chứng kiến nhiều kẻ đến rồi đi. Những cô gái này không phải người cầu kỳ, yêu cầu quá cao hay cao ngạo, nhưng mãi không tìm được người lưu ý. Bản mệnh này không phải là người có nhan sắc bình thường, nhưng số phận lại không mấy sáng sủa. Cũng có người sớm tìm được hạnh phúc, nhưng lại đứt gánh giữa đường, sợi dây tơ hồng đứt mắt, khiến bản thân tổn thương sâu sắc. Điều này khiến họ không còn tin tưởng vào người khác và khó có thể tiến tới hôn nhân viên mãn. Hầu hết những nữ nhân tuổi Hợi phải ngoài 30 tuổi mới tìm được bến đỗ an toàn cho bản thân mình. Còn những ai kết hôn sớm đều khó có được một cuộc sống hạnh phúc như mong muốn. Công việc không mấy thuận lợi, con giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp không thể thiếu bản mệnh tuổi Hợi. Bởi không chỉ tình yêu và sự nghiệp của họ cũng khá gian nan, khi bé thì được bố mẹ nuông chiều, nhưng bản thân họ lại không hề có tính ỷ lại. Bản mệnh này vẫn luôn nỗ lực và phấn đấu tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên số phận an bài, những con giáp tuổi Hợi có được sự nghiệp gập ghềnh nên khiến họ khốn khổ nhiều. Nữ nhân bản mệnh này sẽ phải thay đổi công việc, thường xuyên làm việc mình không mong muốn, chịu áp lực lớn trong công việc. Những điều này khiến họ chán nản và không thể bộc lộ hết năng lực của bản thân. Chính vì vậy, công danh càng khó mà đạt được một cách dễ dàng. Thứ ba, phụ nữ tuổi Dần cao số nên vất vả cả đời. Những người tuổi Dần được ví như con hổ dũng mãnh trong rừng xanh, nếu là đàn ông thì rất thành đạt. Tuy nhiên, nếu là nữ nhân thì trái ngược lại hoàn toàn, tình cảm hôn nhân không thuận. Còn giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp về đường tình duyên thì không thể thiếu người tuổi Dần. Mọi người đều tưởng nữ nhân tuổi này sẽ là những người mạnh mẽ, làm chủ mọi chuyện, trong đó có cả tình yêu. Tuy nhiên, điều này có đúng hay không? Họ là những người con gái chịu nhiều hy sinh hơn cánh đàn ông trong tình yêu. Họ là những con người sống tình cảm và hết lòng vì đối phương, nhưng điều mà họ nhận lại thường không được như mong muốn. Nữ nhân tuổi Dần luôn bị những bà mẹ chồng không vừa ý bởi họ có suy nghĩ mệnh này sẽ áp đảo chồng. Vậy nên, không ít cặp đôi rơi vào kết cục chia ly trong khi vẫn còn yêu nhau thắm thiết.
Số mệnh này khó có hóa giải đối với những bạn gái tuổi này. Đến khi kết hôn rồi, người phụ nữ tuổi Dần vẫn khó có được cuộc sống gia đình hạnh phúc. Vợ chồng có thể phải sống xa cách nhau do công việc hay lý do nào đó. Việc này khiến một mình họ phải đảm đương tốt cả việc nhà và sự nghiệp của riêng mình. Không có được người chồng bên cạnh nên phải vất vả chăm con, lo toan chuyện gia đình chồng. Bạn sẽ luôn bắt gặp đâu đó hình ảnh người mẹ tuổi này vừa một tay bế con, vừa dọn dẹp nhà cửa. Trong cuộc sống ít gặp may mắn, tài lộc, phụ nữ tuổi Dần thường kém may mắn hơn những người khác. Vậy nên mọi chuyện diễn ra đối với họ không mấy suôn sẻ. Trong cuộc sống, có nhiều tình huống khiến họ cảm thấy mệt mỏi và bản thân lúc nào cũng phải có đầy đủ năng lượng để vượt qua. May mắn ít lại đi cùng với những tài lộc không vượng, khiến nữ nhân tuổi này thường bị mắc kẹt trong những chuyện liên quan tới tiền bạc. Người ta thường nói đen đủ đường, câu này vẫn đúng vào những người phụ nữ tuổi Dần. Đã không được may mắn, họ lại còn hay gặp vận xui xẻo ở nhà, không tránh được chuyện nọ, đổ cái này, vỡ cái kia. Ra đường cũng không va vào cái này thì chạm phải cái khác. Sự nghiệp vất vả, có những người kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nhưng đối với lứa tuổi Dần, điều này không hề thuận lợi một chút nào. Nhiều người làm lụng cả đời vất vả cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc cho gia đình, bản thân luôn chịu nhiều thiệt thòi. Nữ nhân tuổi Dần là con người thông minh, chăm chỉ và có tính quyết đoán, song con đường sự nghiệp của họ thường không thuận. Nếu là người làm công ăn lương thì số tiền hàng tháng không dư giả gì, còn nếu là người làm ăn kinh tế, kinh doanh thì phải nỗ lực lắm mới duy trì và cầm cự được. Vậy nên, con giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp thì không ai quên nhắc tới tên họ. Tuổi thứ tư, phụ nữ tuổi Mùi cả đời hy sinh vì gia đình. Những người phụ nữ tuổi Mùi luôn chấp nhận hy sinh vì gia đình. Họ sẽ cam chịu số phận làm hậu phương vững chắc cho người chồng của mình phát triển sự nghiệp, từ bỏ sự nghiệp của mình để lo cho gia đình. Đa số những người cầm tinh con dê là người tháo vát, năng động và thông minh. Khi bước chân ra ngoài xã hội, họ luôn nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, họ lại bị kìm hãm bởi chính gia đình của mình. Có nhiều người phải từ bỏ sự nghiệp cá nhân, dù đang phát triển để chăm lo cho con cái và chồng con. Ai cũng không thể phủ nhận sự tỉ mỉ, nhạy cảm của người tuổi Mùi. Chính vì thế, làm việc gì con giáp này cũng suy nghĩ quá nhiều, tự mua dây buộc mình, tạo áp lực cho bản thân. Trong tình yêu, người tuổi Mùi có cách nghĩ khá tiêu cực. Dù trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu, nhưng cũng nghĩ đủ thứ về áp lực con cái, mối quan hệ với gia đình hai bên, nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đây cũng là một trong những con giáp vất vả đường tình duyên. Điều này khiến cho họ trở thành những người không tự chủ được về kinh tế và làm chủ trong gia đình. Nhiều người phụ nữ sau khi từ bỏ sự nghiệp, cảm thấy hối hận bởi cuộc sống ở nhà nhàm chán, chăm lo cho chồng con là hạnh phúc, nhưng cũng như là bổn phận của người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu không để họ vươn ra bên ngoài thì sẽ là hại chết họ. Không phải gia đình nào cũng thấu hiểu sự hy sinh của người phụ nữ, đặc biệt là tổ ấm của những nữ nhân tuổi Mùi. Họ còn bị cho là ăn bám và không có quyền được thể hiện ý kiến đóng góp của mình. Một đời chăm lo cho gia đình nhưng nhận lại kết quả không hề như mong muốn. Tình cảm hôn nhân trắc trở. Từ khi yêu, phụ nữ tuổi Mùi đã không được may mắn như những người khác. Họ là một trong những con giáp yêu xa nên thường thiếu thốn tình cảm từ phía người yêu, người chồng của mình. Dù lấy nhau rồi nhưng cũng chưa chắc tình huống này đã được thay đổi. Vẫn có thể là chồng một nơi, vợ một nẻo. Phụ nữ tuổi Mùi hy sinh nhiều cho gia đình nhưng ở bạn đời lại không hiểu được điều đó. Họ thường không coi trọng điều này, khiến nữ bản mệnh này càng phải ngậm ngùi cay đắng. Những tưởng người chồng sẽ luôn đứng về phía mình, nhưng có lẽ đó là sự mong ước xa vời đối với bản mệnh. Cuộc sống hôn nhân gia đình của nữ nhân tuổi Mùi không mấy suôn sẻ. Vợ chồng không hiểu nhau khiến cho tình cảm đôi bên rạn nứt và có dấu hiệu của sự chia ly. Bên cạnh đó, đường con cái của họ cũng không được như mong muốn. Vấn đề con trai, con gái, con ngoan, con hư, con giỏi, con kém luôn khiến lứa tuổi này chịu nhiều áp lực. Quý thính giả thân mến, nếu quý vị đang thuộc một trong bốn con giáp trên và cuộc sống đang bế tắc như những chia sẻ trên thì cũng đừng quá tuyệt vọng, bởi những cái khổ này vẫn có cách để hóa giải. Quý vị từng nghe qua câu nói,
người hành thiện phúc tuy chưa đến họa đã rời xa chưa? Người xưa nói rằng, người làm việc thiện thì sau 3 năm trời ắt sẽ ban phúc. Quý vị hãy học hỏi và thực hành theo nhé. Đó là cách duy nhất để quý vị thay đổi vận mệnh của mình trở nên tốt đẹp. Thứ nhất, làm việc thiện. Làm việc thiện thường xuyên tích nhiều phước lành, cuộc sống an yên. Ai cũng muốn mình luôn có phước bên mình, để có nhiều phước thì phải biết làm nhiều việc thiện, hiếu thảo giúp người hoạn nạn. Phát tâm cúng dường là những việc tích được nhiều phước lành. Những việc phi pháp thì tuyệt đối không làm, thường làm việc thiện mà không cầu mong báo đáp để sớm thúc đẩy và cảm hóa mọi người xung quanh làm việc thiện. Nếu hàng ngày đều làm được 3 việc thiện trên thì về sau trời ác sẽ ban phúc cho bạn và nếu có họa thì cũng sẽ chuyển thành phúc, nếu gặp nguy cũng hóa bình an. Có báo của phúc họa là do cái tâm thiện ác của bản thân, cảm hứng chưa mời đến mà phép tắc là của trời là luật nhân quả. Sau đó, đạo lý phúc họa, báo ứng vốn luôn tồn tại, không phải may sai lệch. Vậy sao mỗi người chúng ta còn không gắng sức hành thiện, chuyển họa thành phúc? Đây thực sự là con đường thiết thực, dạy con người hành thiện, bỏ ác để thực sự chuyển hóa được số khổ của mình. Thứ hai, nói lời thiện. Lời nói thiện là những lời êm dịu, nhẹ nhàng, nhã nhặn, những lời nói ôn tồn, khiêm tốn, chân thật, thấu hiểu tâm lý của người khác, có thể đem đến sức mạnh và nhiều giá trị tốt đẹp cho mọi người. Nhận lời mà không đúng lễ thì không nói mà hãy nói về thiện hạnh của người khác khi người khác làm nhiều việc tốt. Thứ ba, nhìn điều thiện. Điều thiện là lý tưởng sống tốt đẹp, mang lại an vui, hạnh phúc cho mình cùng mọi người trong hiện tại và tương lai. Điều không đúng chuẩn mực thì không nhìn vui, thích nhìn thấy người, thiện thích xem sách, thiện thường xuyên tự xem xét lỗi lầm của mình, chứ không nhìn vào việc xấu của người khác. Quý vị thân mến, thông qua những chia sẻ trên, quý vị và các bạn có biết được những con giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp phụ nữ tuổi Hợi, Dần, Mùi và Tý đừng quá buồn nhé. Hãy tin vào nhân quả và ra sức tu dưỡng tâm tính, làm việc thiện thì hậu vận của bạn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều đấy. Bên cạnh những con giáp khổ từ trong trứng, lận đận đủ đường thì cũng có những con giáp an nhàn, dư giả, giàu sang. Phụ nữ thuộc 3 con giáp này có số mệnh giàu sang, đặc biệt số 3 càng già càng dư giả. Hầu như mỗi người thành công đều có lòng kiên trì phi thường. Nếu một người có thể chuyển từ nghèo khó sang giàu có thì sẽ phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, bởi không phải ai khi sinh ra cũng đã ở vạch đích. Có những con giáp, dù sinh ra giàu có hay nghèo khó thì vận mệnh của họ đều được định sẵn trở nên dư giả, sung túc. Dựa trên 12 con giáp, 4 con giáp dưới đây sinh ra là để giàu có, càng lớn tuổi sẽ càng nhiều phúc lành. 1. Tuổi Thân. Phụ nữ tuổi Thân có tính cách sôi nổi và tầm nhìn sâu sắc. Họ không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, ánh mắt sắc sảo mà còn có tài hùng biện. Khi còn trẻ, họ đều là những người đẹp hấp dẫn. Nhưng đó không phải là tất cả những gì mà phụ nữ tuổi Thân có. Phụ nữ tuổi Thân theo đuổi con đường tài năng, nghĩa là họ rất đầu tư cho tri thức. Đối với họ, vẻ đẹp của trí tuệ mới là chiếc vé thông hành đưa họ đến với những chân trời mới. Chính vì vậy, phụ nữ tuổi Thân sớm có năng lực mạnh mẽ, khả năng hành động lại nhanh nhẹn và thực thi không hề thua kém nam giới. Nhiều người trong số họ có sự nghiệp thành công ở độ tuổi trung niên, tài sản của họ tăng vọt và trở nên giàu có. Khả năng tự lập của người phụ nữ tuổi Thân rất lớn, bởi vậy họ cũng sớm bươn trải và tích lũy kinh nghiệm. Thêm vào đó, khi đến trung vận, họ được quý nhân phù trợ, giống như hổ mọc thêm cánh, càng ngày càng thành đạt trong lĩnh vực bản thân theo đuổi. 2. Tuổi Tuất. Phụ nữ tuổi Tuất hóm hỉnh, có khả năng phân tích tình huống một cách bình tĩnh. Bản chất phụ nữ tuổi Tuất rất siêng năng và có tính cách tích cực, vui vẻ trong cuộc sống nên được mọi người yêu mến. Tử vi học cho rằng, người phụ nữ tuổi Tuất thì lấy được chồng phú quý, nam thì lấy được vợ đảm đang, gia đình đầy đủ, phúc lộc, hạnh phúc đến già. Kể từ ngày kết hôn, phụ nữ tuổi Tuất có thể mang lại tài lộc cho gia đình, giúp đỡ sự nghiệp của chồng lên một tầm cao mới. Từ đó tài vận của gia đình ngày càng sung túc. Điều này không phải nói suông, bởi bản thân phụ nữ tuổi Tuất cá tính, không chịu khuất phục hiện thực,
dù họ đang ở trong trạng thái nào cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của bản thân và luôn làm việc chăm chỉ. Sớm hay muộn, họ cũng sẽ trở thành người phụ nữ giàu có và đủ đầy trong cuộc sống. Càng về già, phụ nữ tuổi Tuất sẽ được hưởng một cuộc sống sung túc, thịnh vượng và sống hạnh phúc. 3. Tuổi Tỵ. Phụ nữ tuổi Tỵ nổi tiếng trong 12 con giáp không chỉ bởi vẻ ngoài hấp dẫn, quyến rũ mà vận mệnh của họ còn đặc biệt tốt. Phụ nữ tuổi Tỵ sinh ra đã mang phúc lớn, phần lớn họ được hưởng sự thanh nhàn từ nhỏ. Khi trưởng thành, họ ngày càng hiểu biết và lý trí. Họ cũng là những người ủng hộ tự do và đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Trong công việc, họ là những người rất thông minh, tháo vát, biết cách thích ứng với những thay đổi, nên dù làm việc ở đâu, họ cũng phát huy được thế mạnh của mình. Họ ngày càng trở nên may mắn hơn, phụ nữ tuổi Tỵ không những không thiếu tiền trong cuộc sống mà còn có thể nuôi sống cả gia đình. Thêm phúc lộc phú quý, càng lớn càng giàu, càng già càng duyên dáng, cuộc đời họ dường như sinh ra nhất định phải làm phú bà. Số mệnh vương giả của những con giáp trên đã khép lại chia sẻ ngày hôm nay của Hãy Sống Khác. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.